Hello kênh Mê Xe Cổ Việt Nam, mến chào anh chị em và con mình. Để em review con xe CD 125 thanh lý nhập toàn quốc ha. Thanh lý toàn quốc C125 đầu 15 đời 98 thanh lý nhập toàn quốc zin 100% ha. Không bắn tút bất cứ chỗ nào, sơn xiên nguyên zin, máy chưa bung. Giờ để em review từng chi tiết đầu món cho anh em mình xem ha, để anh em mình cùng đánh giá con xe CD 125 hoàng tử đen thanh lý nhập toàn quốc này. Giờ để em review nè, đầu là gập cốp nè, như theo thời gian năm 1998, lốc nồi nè, theo thời gian. Đầu nồng nè, nguyên zin, máy thì riêng cục máy thanh lý nhập toàn quốc thì anh em mình hiểu rồi, nó rất là chắc, rất là êm. Chút nữa em sẽ test máy cho anh em mình xem, mình nghe. Bồ nó mới như cái kiếm, phục trùng chỉ nó bò. Chùng chỉ đuôi sơn zin, chùng chỉ bò lấm tấm, nhìn rất là đẹp, như cọp bèo mà nó có lông bông á. Buộc nè, ba ga nè, bị dấu cấn một chút xíu ở chỗ này ha, có bị dấu cấn ha một chút xíu nè, anh em hồi đó chắc chở nó bị cấn tại bên nước bạn về, nó như bị cấn. Di động vào tay cầm nguyên zin, nói chung nó cũng khá len keng thì con không dám gọi là len keng, cũng khá theo thời gian, đúng chất một con xe theo thời gian. Cao đồng mét 32.000, ở cuối cái đoạn clip em sẽ test máy cho anh em mình nghe ha. Cặp kiến này là anh em mình kiếm nó hơi bị phê nha, hiện tại giờ mà anh em muốn kiếm cục kiến này là hơi bị phê, kiến 125 mà kiến si như vậy hơi bị hiếm đó. Nhiều khi anh em cứ kêu kiến này kiến lô nhưng thật sự không phải đâu nha, kiến zin đó. Kiến zin của xe chính xác còn xe gì thì em cũng chưa được rõ, nhưng mà đang nằm trên một con xe CD 125 thì em gọi là cái kiến zin trên xe 125. Đây là kiến zin nha. Tài thắng quá đã luôn, có một chút xíu chỗ này miếng mũ. Cái kiến đèn phục vỏ theo xe ha, vỏ theo xe đó, vỏ theo xe mà là inu. Kiếm cái chữ da bằng cho anh em mình xem cái thử da bằng cho đã. Made in da bằng đây, made in da bằng, coi cho nó sướng, mê là mê cái chữ da bằng đó. Không sẵn lớn, máy này mà muốn đẹp thì về anh em mình bắn tút lên cho nó đẹp ha. Em để nguyên zin như vậy, em bao rút hồ sơ, bao anh em rút hồ sơ ha. Anh em nhập có vấn đề gì cứ ới em sẽ xử lý hồ sơ hết cho anh em mình ha. Cảm ơn anh em mình rất nhiều.
Anh em mà có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0979 396 007 Zalo. Giờ clip cũng đã được 5 phút rồi thì em cũng xin được test máy cho anh em mình nghe nha. Nhiều khi quay dài quá anh em mình xem không hết cái clip á, YouTube không có đề xuất. Test máy. Máy thì rất là miễn bàn, rất là êm. Đề tiếng đề anh em mình nghe. Anh em mình nghe không? Nghe tiếng đề rất là đã. Những con xe thanh lý nguyên con nhập toàn quốc vậy rất là sướng. Máy zin chưa trẻ ha. Máy zin. Máy zin chưa trẻ. Càng xi nhan đầy đủ. Anh em mình nghe tiếng đề nè, anh em mình nghe tiếng đề nghe đã không? Để em đề lại một cái nữa nha. Những con xe thanh lý là máy đề lên nghe nó đã lắm. Nổ liền. Thôi em cũng kết thúc cái clip ngày hôm nay. Anh chị em mình có nhu cầu sưu tầm sở hữu con xe CD 125 hoàng tử đen đầu 15 này cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em là 0979 396 007. Bánh chào và hẹn gặp lại anh chị em mình những cái video sau.